làm gì nữa không ạ? Để con phụ mẹ. Mẹ làm xong hết rồi. Đã. Món gì đấy ạ? À. Mẹ chuẩn bị đồ ăn trưa cho con nè. Đây, món con thích. Cá bông lau kho tộ. Nhớ ăn hết nghe chưa? Con cảm ơn mẹ. Từ ngày ở với mẹ là con trở thành chuyên gia ẩm thực miền Tây luôn rồi đó. À mẹ ơi, hôm nay con đặt một con gà đen. Lát nữa mẹ ở nhà, mẹ nhận ship giúp con nhé. Vậy con tính làm món gì? Nói mẹ đi, rồi mẹ chế biến sẵn luôn cho. Dạ thôi ạ, để con tự làm ạ. Nước lèo sôi được kìa, mẹ làm cho con ăn luôn ha. Con sẽ gọi anh Nghĩa xuống ăn luôn. Con lên tắm một lát, ăn cho ngon ạ. Nhanh đó nghe. Dạ. Thế con dâu đâu mà không bảo nó xách cho? Cái Hà con dâu nhà bà ấy là sướng nhất đấy. Được mẹ chồng hầu từng lý từng tí một. Thế mà cái chuyện con cái thì rõ là vất vả nhờ. Tại vì tôi bắt bọn nó đó, khoan hãy sanh con. Bây giờ mà sanh con á thì thời gian đâu á mà chăm sóc cho tụi nhỏ. Tụi nó bận quá đó mà, cứ thông thả thôi có sao đâu. Thông thả là thông thả thế nào? Chuyện gì thông thả được, nhưng chuyện con cái là không thể thông thả được đâu bà ạ. Tôi nói thật với bà nhá, bây giờ ngoài xã hội vô sinh đầy ra. Mà đấy là bà chứ. Nếu là tôi ý, kể cả con dâu giỏi đến đâu thì giỏi ý, mà không sinh được cháu ấy thì bớt. Cái Hà nhà bà mà nó cưới xong nó đẻ ngay ấy thì bây giờ cũng có cháu lớn hơn hai cháu nhà bà này rồi. Thì hai chị á có con cháu ẵm bồng như vậy là hạnh phúc rồi. Giống như là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh thôi. Tôi biết là quan tâm tới gia đình tôi, nhưng mà nói khéo thôi. Chứ lỡ mà con dâu tôi á, nghe được á, là nó buồn đó nghe chưa. À có gì đâu. Thì tôi cũng chỉ nói chuyện với bà thôi. Nhưng mà tôi nói thật nhá, hay là vợ chồng thằng Nghĩa nó trục trặc rồi đấy. Bà phải quan tâm đến nó, bảo thằng Nghĩa xem thế nào chứ. Kể cả là không trục trặc, mãi mà cũng không có con được ấy, thì trước sau cũng trục trặc thôi. Nè hai chị, nếu mà nói được á, lời lẽ nào hay ho thì nói. Còn không nói được á thì đừng có trù ẻo gia đình của người khác nghe chưa. Dạ chào chị Xui. Chị xinh đến chơi đấy à? Chào chị. Hôm mà nghe chị ngã đến bây giờ á, tôi mới qua thăm được. Chị thông cảm nghe. À có một chút quà ở quê gửi ra, mang qua biếu cho chị nè. Với lại ở đây là một mớ lá sông. Lá hương nhu nè, lá chanh, xả, nhiều lá thơm lắm. Thơm chị ạ. Cô rảnh á, cô nấu để cho mình xông nhà xông cửa cho thoải mái nha. Dạ vâng ạ. Chị có rảnh á, chị cũng nên xông đi, cho nó khỏe nha chị. Dạ vâng, chị chu đáo quá, thế em cảm ơn nhá. Thế để mời chị vào trong. Cảm ơn chị. Chị biết không, hôm trước á tôi nói là để tôi hầm canh gà cho chị. Nhưng mà cái Hà nó nói không được, để chính tay con hầm cho mẹ con. Công nhận con dâu của tôi hiếu thảo lắm á chị. Thật sao? Chẳng lẽ chúng nó lấy nhau gần ấy năm trời, nó chưa sinh cho chị đứa cháu nội, mà chị chưa một lần trách nó à? Thật ra thì tôi cũng mong có cháu lắm chứ. Cũng giống như anh chị vậy thôi. Anh chị cũng muốn có cháu để ẵm bồng đúng không? Nhưng mà chuyện có cháu á, là cũng phải phúc phần của tổ tiên nhà tôi nữa. Còn cái chuyện sinh nở á, nó còn do hai vợ chồng nó, chứ đâu phải chỉ một mình cái Hà đâu chị. Đúng rồi đấy chị ạ. Nhưng mà không sao đâu chị ơi. Tôi thấy á, tôi là hạnh phúc lắm rồi. Có một đứa con dâu hiếu thảo như vậy đó. Cảm ơn chị đã nuôi dạy đứa con dâu cho tôi biết ăn biết ở lắm á chị. Chị nói hay lắm, hay hơn cả những người văn hay chữ tốt. Có điều hôm nay tôi mới ra viện, tôi không tiếp chuyện lâu được. Ôi chết, tôi xin lỗi nha, tôi không để ý lắm. Thôi chị lên nhà nghỉ ngơi đi. Tôi xin phép về, hôm nào tiện tôi qua thăm chị nghe. Tôi về nghe cô. Chào chị xinh ạ. Xin chào các bạn. Trạm cứu hộ trái tim hôm nay muốn tâm tình với bạn một câu chuyện cũ. À đúng, vẫn là một câu chuyện tình yêu thôi.
một người bạn của Trạm vừa ly hôn, hỏi Trạm rằng mất bao lâu để quên một người, rằng khi nào người ta có thể quên một cuộc hôn nhân, quên đi một sự phản bội. Lúc đó Trạm đã buộc miệng trả lời rằng khi nào không còn nhớ nữa thì tự khắc sẽ quên. Em, để chị đây nói cho cưng biết nha. Ở trên đời này á, có những thứ tuyệt đối không bao giờ nên sử dụng chung. Thứ nhất, nó là đồ lót. Thứ hai, là bàn chải đánh răng. Thứ ba, là cái thằng chồng mà chị đã cưới. Quà của em đi, nhận quà đi em. Kìa, lại bác quà đấy kìa. Lại là mày. Mày muốn cướp mỹ đình của tao đúng không? Hả? Bây giờ tôi cho anh hai sự lựa chọn. Một, tôi sẽ gọi điện thoại báo công an, tố cáo anh can tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Hai, tôi sẽ gọi điện thoại cho mẹ tôi. Mẹ tôi chắc là đang rất tiếc vì xử lý anh quá nhẹ tay ở lần trước. Chọn đi. Vì thằng này, vì thằng này mà em xuống mua anh đúng không? Đấy. Chị Hà. Ô, An Nhiên. Anh có nhớ An Nhiên không? Chuyên gia tâm lý đang theo dõi bệnh cho mẹ. À, chào Nhiên. Anh chị đi đâu thế ạ? Chị vừa có việc trong này, em cũng vào đây à? Em vào mượn chút tài liệu về nghiên cứu ạ. Ơ, chị có cái túi đẹp thế. Giống hệt của em này. Cô dùng mùi nước hoa đàn ông đúng không? Mùi khói à? Cô không thích hả? Tôi ghét. Khiếp. Nước hoa gì mà mùi khét lèn lẹt đấy thế? Khét đấy. Thơm mà. Nước hoa mùi khói đấy. Tôi đã mời cô đến đây thì phải đợi tôi đuổi thì cô mới được về. Nhưng trước khi cô về, tôi cũng phải thay mặt cho xã hội này dạy cho cô một bài học mà bố mẹ cô ở nhà dạy chưa được tử tế. Đó là trên đời này có bốn thứ không bao giờ được ăn. Thứ nhất ý, là ăn cháo đa bát. Thứ hai là ăn không ngồi rồi. Thứ ba là ăn không nói có. Và thứ tư là ăn không được thì đạp đổ. Điều này nó tương ứng với cái tính xấu xa đố kỵ của cô. Nếu không có năng lực che giấu ấy thì đừng có cố tình làm bậy. Thế nó tưởng nó không nói, cô không nói thì tôi không biết bắt canh gà này là nó hầm chắc. Nhưng năm tháng tôi ở tuổi thiếu nữ, tôi luôn cố gắng tiến đến gần với mẹ hơn. Nhưng mẹ cứ đẩy tôi ra xa, xa mãi. Lời vàng ý ngọc của con gái anh đấy, nói về mẹ mình như thế đấy. Chị có thể rêu rao tôi ở ngoài thế nào cũng được, nhưng đừng có về đây diễn kịch, tỏ ra quan tâm, ân hận, thương xót về tôi nữa. Nghe nó ghê răng lắm. Mẹ ơi, chị hạ cái mặt nạ xuống, đừng có mà giả vờ giả vịt, đóng kịch với tôi nữa. Tại sao có mỗi một chuyện mà mẹ cứ đây đi đây lại, mẹ không thấy mệt à? Tôi không mệt, tôi rất khỏe. Mẹ không mệt nhưng mà con cảm thấy mệt ạ. Thôi bình tĩnh nào. Phải rồi, trong mắt mẹ con là một đứa con gái bất hiếu, lúc nào cũng đi bêu giấu mẹ. Mẹ cảm thấy bất hạnh khi có một đứa con gái như con nữa không ạ? Mẹ cứ tiếp tục suy nghĩ của mẹ đi, mẹ tiếp tục suy nghĩ, mẹ cứ tiếp tục suy diễn như thế đi. Chị đừng lại, tôi đã cho chị về đâu. Con chào bố mẹ ạ. Ngọc. Ôi, anh. Ngọc, Ngọc,
Mặt đi khổ như vậy. Anh đừng động vào tôi, anh bỏ tôi ra. Anh buông tôi ra. Mẹ, con gọi mẹ một tiếng là mẹ là vì vợ con. Con không trực tiếp chứng kiến ngày xưa chuyện giữa mẹ và Hải như thế nào, nhưng con là chồng, con sống đủ lâu với Hà để có niềm tin rằng vợ con không đáng bị đối xử như vậy. Bao năm qua dù mẹ vẫn luôn cay nghiệt thì vợ con vẫn luôn chịu đựng. Nếu mẹ lấy danh nghĩa là một người mẹ bệnh tật để suốt ngày hằn học chỉ trích con mình, thì con với tư cách là một người chồng, con không cho phép bất kể ai làm tổn hại đến vợ con, kể cả mẹ. Nghe bùi tai lắm. Ra cái điều thống thiết yêu đương, dùng miệng lưỡi mà che chắn cho nhau. Cúng không? Được. Nhưng tôi sẽ chống mắt lên xem, để xem những gương mặt yêu thương chân thành này còn thống thiết được bao lâu. Hơn 10 năm mới gặp, phải không bạn? Khỏe. Đúng dịp kỷ niệm 5 năm ngày cưới bọn tôi. Hôm nay làm vài ly hả? Nhất định rồi. Không ngờ gặp lại nhau sớm như vậy. Đúng là có duyên. Tao gặp lại bạn cũ mà không kể anh nghe. À, chụp cái kìa. Con chào ông ạ. Ừ. Cẩn thận ạ. Ờ, cháu chào bác ạ. À, ra cháu. Dạ. Việc anh có mặt ở đây và ở gần phòng của tôi là sự tình cờ à? Em đoán đi. Tôi vì gì phải đoán, vì cả người chả liên quan đến cuộc sống của tôi cả. Bây giờ tôi chỉ muốn đoán xem chồng tôi đang làm gì vào ngày kỷ niệm cưới của vợ chồng tôi thôi. Em cũng nên thử đoán đi, biết đâu sẽ có đáp án bất ngờ. Đau em. Anh nghĩ sao đấy? Em còn nhớ nó không? Anh ghen đấy à? Anh không muốn bất kỳ thằng nào đâu nào nhìn vợ mình như vậy, kể cả người yêu cũ của em. Em nhớ chưa? Hả? Bỏ ra em thay đồ đã. Em nhớ chưa? Anh không biết. Tôi là hạnh phúc lắm rồi, có một đứa con dâu hiếu thảo như vậy đó. Cảm ơn chị đã nuôi dạy đứa con dâu cho tôi biết ăn biết ở lắm á chị. Chị nói hay lắm, hay hơn cả những người văn hay chữ tốt. Nhớ mua cả bao cao su, cả thuốc tránh thai. Mà quên mua bọt cạo râu à? Bao cao su, thuốc tránh thai ở đây. Em lấy đâu đấy? Em không cố ý lục đồ của anh, nhưng mà nó nằm chỉnh hình trong túi ấy. Sao có chuyện đấy được? Em, anh nhớ ra rồi. Bỏ ra. Em để anh giải thích, anh quên mất. Em không dùng thuốc, anh không phòng tránh. Thế cái này anh dùng với ai? Rồi mày định làm gì nữa hả Nghĩa? Nói cho mẹ nghe đi. Định làm gì nữa? Tôi nói cho anh biết, tôi đi hỏi cưới ai thì người đó mới là con dâu của tôi. Còn chuyện sau này anh thương ai, anh lấy ai, đó là chuyện của anh, không liên quan đến cuộc đời của tôi, hiểu chưa? Thì ra là từ trước đến nay mày không hề yêu thương gì con gái tao. Mày muốn cướp Lan Hà. Sao? Bố đang cảm thấy thất vọng lắm hả? Đang tự hỏi sao mình đã tốt như vậy, lại có một thằng rể khốn nạn trời đánh như tôi phải không? Cái thằng chẳng những sẽ cướp hết những gì mà ông yêu quý nhất, từ con gái của ông, tài sản của ông, còn tế ông lên với một đống tội danh ở trên đầu.
Bố biết gì không? Nó, cái thằng rể quý hóa này, nó còn khiến cho ông chẳng có một đứa cháu ngoại. Ký đi, rồi biến khỏi cuộc đời tôi.